Alright, what's up people of the internet? This is Alex D và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về làm sao để nói tiếng Anh tự nhiên, làm sao để đặt câu, làm sao để sắp xếp từ trong một câu nói tiếng Anh một cách chuẩn như người bản xứ mà không phải là tiếng Anh bồi. Let's roll the intro. Alright, và hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một chủ đề hoàn toàn mới mà cũng rất quen. Nó sẽ nằm trong trình độ A2, có nghĩa là cao hơn một chút so với cái khóa học mà mình đang hướng dẫn cho anh chị và các bạn, đó là khóa 24 ngày. Nếu mà anh chị các bạn mà đã học khóa đấy rồi thì xem video này sẽ cảm thấy trình độ nó sẽ ok hơn. Còn nếu mà chưa học thì sẽ thấy nó hơi khó một chút, hơi khó một tẹo. Ok, và chủ đề này sẽ bắt đầu với 4 câu hỏi. Các bạn sẽ trước tiên để vào chủ đề thì mình cần anh chị và các bạn sẽ trả lời 4 câu hỏi này về bản thân mình, về một địa điểm mà bạn yêu thích, your favorite place. Mình sẽ có 4 câu hỏi. Number 1, that is where is it? Number 2, that is how often do you go there? Number 3, what can you do there? And number 4, why do you like it? Anh chị có thể dừng video này lại để tự suy nghĩ in English. Có thể viết ra bằng tiếng Anh câu trả lời đó hoặc tự nói 4 câu trả lời đó. Sau đó sẽ bấm video này chạy tiếp để xem mình sẽ làm gì với chủ đề này. Ok. Video sẽ chạy xong vòng 3, 2, 1. Alright. Và nếu như anh chị đã nghĩ ra câu trả lời cho 4 câu hỏi vừa rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần listening. Sẽ có một cô gái kể về một cái địa điểm mà cô ấy yêu thích trên thế giới. Và nhiệm vụ của anh chị và các bạn sẽ là listen and answer 4 questions về cô này. Ok. Nếu mà sau khi làm xong ấy thì hãy ngay lập tức comment dưới phần mô tả xem đáp án của anh chị và các bạn là gì. Sau đó mình sẽ show đáp án trong phần phía sau. Ok. Rồi audio sẽ chạy trong vòng 3, 2, 1. Unit 4. Recording 12. One of my favorite places in the world is Lake Titicaca. It's between Bolivia and Peru and is, about 4,000 meters above sea level. The water is always very, very cold. I go there every year with my family and we stay in a small town near the lake. When I'm there, I usually go out on the lake in a boat and sometimes I visit one of the small islands. Sometimes there are big waves on the lake, but it's usually very quiet. So, why do I like the lake? Well, I love its deep blue color, and it's a great place to relax. Alright, và mình sẽ chưa show đáp án ngay mà mình muốn tạo ra sự chủ động cho anh chị và các bạn trong khi học. Chính vì vậy mà mình sẽ chạy audio lại lần nữa với những câu, chỉ có một câu thôi mà câu đó chưa đáp án. Ok, và mình sẽ chạy tốc độ chậm hơn một tẹo để xem anh chị và các bạn có thể bắt được câu trả lời của phần này không. Ok, audio của câu thứ nhất sẽ chạy trong vòng 3, 2, 1. One of my favorite places in the world is Lake Titicaca. It's between Bolivia and Peru. Audio của câu 2 sẽ chạy trong vòng 3, 2, 1. I go there every year with my family. Audio của câu 3 sẽ chạy trong vòng 3, 2, 1. When I'm there, I usually go out on the lake in a boat, and sometimes I visit one of the small islands. Và đây là câu cuối cùng. 3, 2, 1. I love its deep blue color, and it's a great place to relax. Alright, nếu mà anh chị và các bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời, thì đây sẽ là đáp án của 4 câu hỏi vừa rồi. Vậy thì trong cái đáp án này có từ nào mới với anh chị và các bạn không? Thì nếu mà có thì chỉ có từ là Bolivia and Peru. Peru thì ai cũng biết quốc gia này rồi, còn Bolivia có thể chưa quen. Thế nhưng tại sao lại không nghe được? Là bởi vì là nó nằm trong một câu và nói nhanh, có thể là nối âm với nhau, hoặc những từ này phát âm hơi khác một chút, nên khiến cho chúng ta cảm thấy khó trong khi nghe. Tuy nhiên, mình sẽ chưa nói về vấn đề nghe như thế nào, mà chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề hôm nay, đó là làm thế nào để nói những câu trong tiếng Anh một cách rất tự nhiên. Thì mình sẽ có task số 2 là anh chị và các bạn sẽ nhìn thấy một series các câu mà người ta sẽ dùng trong
bài nói vừa rồi. Thì nếu mà câu nào được sử dụng trong bài nói ấy, thì anh chị và các bạn hãy gạch chân câu đó. Có thể là tích vào câu đó, gạch chân vào câu đó. Ok, mình sẽ bắn cái câu đó lên trên màn hình này để trong vòng 3 giây anh chị và các bạn có thể dừng lại và viết câu đó lên trên tờ giấy. Sau đó sẽ listen again. Ok. 3, 2, 1. Unit 4. Recording 12. One of my favorite places in the world is Lake Titicaca. It's between Bolivia and Peru and is, about 4,000 meters above sea level. The water is always very, very cold. I go there every year with my family, and we stay in a small town near the lake. When I'm there, I usually go out on the lake in a boat, and sometimes I visit one of the small islands. Sometimes there are big waves on the lake, but it's usually very quiet. So, why do I like the lake? Well, I love its deep blue color, and it's a great place to relax. Alright, và bây giờ audio sẽ chạy lại lần tiếp theo, lần số 3. Và anh chị các bạn, nhiệm vụ là listen và underline những câu đó. Ok. Audio chạy trong vòng 3, 2, 1. Unit 4. Recording 12. One of my favorite places in the world is Lake Titicaca. It's between Bolivia and Peru and is, about 4,000 meters above sea level. The water is always very, very cold. I go there every year with my family, and we stay in a small town near the lake. When I'm there, I usually go out on the lake in a boat, and sometimes I visit one of the small islands. Sometimes there are big waves on the lake, but it's usually very quiet. So, why do I like the lake? Well, I love its deep blue color, and it's a great place to relax. Và chắc chắn là anh chị và các bạn sẽ tìm được đáp án rồi. Còn nếu chưa tìm được đáp án thì bật lại cái đoạn vừa rồi và mình sẽ phát hiện ra là họ nói cái gì trong cái bài vừa rồi. Và đây sẽ là đáp án của cái phần listening vừa rồi. Đây là một trong những task rất điển hình của một cuốn sách nổi tiếng trên thế giới, đó là cuốn Speak Out, mà được sử dụng rất nhiều trong việc giảng dạy trong lớp. Và mình đã cắt một cái phần unit số 4 trong phần đó ra cho anh chị các bạn luyện nghe trong phần đó, để cho chúng ta thấy là gì, việc chúng ta học nghe và học nói tiếng Anh ấy, tại sao lại không trong nó bị gãy và chúng ta nói không được hoàn chỉnh ấy, là bởi vì chúng ta thường thường chỉ học từ đơn lẻ, thường thường chỉ học ngữ pháp mà chúng ta không học trong văn cảnh cụ thể. Chúng ta không học trong một câu nói cụ thể và hoàn chỉnh, không trong một cái tình huống cụ thể, có nội dung cụ thể, nên chúng ta thông thường sẽ không có khả năng nói tiếng Anh trong một cái đoạn văn cụ thể nào đó. Thông thường chúng ta chỉ dùng cái tiếng gọi là tiếng lóng, hoặc là chúng ta dùng tiếng Anh bồi. Ví dụ như bạn đi mua thì bạn nói là this, how much, $2, buy, no. Đấy là tiếng Anh bồi. Và chúng ta sẽ chỉ dùng những cái từ ngắn gọn như vậy thôi. Còn cái đoạn vừa rồi ấy, nó là tiếng Anh thực. Các bạn học được những cụm câu, ví dụ như là one of my favorite places is, một trong những địa điểm nổi tiếng của mình, địa điểm yêu thích của mình là, thì chú ý là sẽ có từ là places is đó. Và thứ hai là I go there every đó, hay là gì, when I am there I usually. Thông thường họ thêm trạng từ vào trong cái cách nói của người ta để cho câu văn nó mang thêm tính chất, mang thêm cái màu của câu văn. Hoặc là người ta có một số câu là gì, it is a great place to relax đó, một cái địa điểm rất tuyệt vời để làm gì đó. Thì đó là những cái cụm câu mà chúng ta sẽ học được, là cái cách mà chúng ta sẽ nói ra, chứ không phải là chúng ta tự sáng tạo ra bằng cái cách là học ngữ pháp rồi viết ra. Đó là cách học unnatural, không tự nhiên. Ok. Và đó là một cái ví dụ rất điển hình về một cái loại tài liệu, cũng giống như cái khóa đầu tiên mà mình đã tạo ra, là khóa 24 ngày học tiếng Anh từ căn bản cho anh chị và các bạn. Trình độ nó cơ bản hơn một chút. Nếu mà ai là người mới bắt đầu thì nên học khóa đó trước, sau đó mới tính đến việc là luyện nghe những chủ đề khó hơn. Ok. So this is Alex D. Thank you for watching and I'll see you tomorrow.